Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Thưa bà con, hôm nay thì kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con biết một loại cây chữa rất là được nhiều bệnh mà nhà ai cũng có, đa số là mọi người trồng trong nhà, đó là cây sống đời. Mời bà con xem, đây là cái lá sống đời nè. Cái lá sống đời này là nó được trong những cái khứa của nó nè, là mình bỏ dưới đất á, thì nó mọc lên thành cây con. Và tác dụng của nó chữa bệnh thì rất là hay. Mời bà con nghe tôi giải thích một chút xíu về vấn đề cái cây lá sống đời này. Thưa bà con, cây sống đời còn có tên gọi khác là cây lá bổng. Sở dĩ chúng có tên gọi này là vì có tác dụng chính là chữa bổng. Cây sống đời được nhiều nhà nghiên cứu khoa học đánh giá là loại cây thảo dược tốt cho sức khỏe. Chúng được nhiều thầy thuốc nam hái về để làm dược liệu. Cây sống đời ngoài chức năng bào chế thuốc còn được nhiều người làm cây cảnh. Hoa của cây sống đời có màu sắc rất là đẹp, mang nhiều ý nghĩa phong thủy nên rất được nhiều nhà trồng. Và sau đây thì mời bà con nghe tác dụng chữa bệnh của cây sống đời, được 13 loại bệnh mà các nhà y học cổ truyền đã nghiên cứu và đã chữa được rất là nhiều người. Một là chữa bổng. Nhắc đến cây sống đời thì nhiều người nghĩ đến ngay là cây lá bổng. Đó là cái bệnh nó chữa bổng. Thì cái cách chữa bổng nó như thế này: sau khi mà bà con mình mà bị bổng thì bà con mình lấy cái lá sống đời này giả dập dập ra, giả dập dập thôi, đừng có nát lắm. Rồi là bà con mình là đắp vào cái vết bỏng đó. Nếu mà nhỏ thì một lá, vết bỏng mà lớn thì mình làm sao mình sử dụng 5-10 lá gì đó để mình đắp lên. Và nếu mà nó đắp mà mình còn di chuyển được thì bà con lấy một cái khăn, bà con nai nịt nó lại để đi cho nó khỏi rơi ra. Và một ngày mình thay khoảng 2-3 lần lá là tốt nhất, là vết bỏng nó sẽ nhanh liền thẹo và nó không bị nhiễm trùng. Cái bệnh thứ hai là bệnh viêm xoang mũi. Bài này, cái cây này cũng là viêm xoang mũi. Chữa trị viêm xoang mũi thì cách chữa trị viêm xoang mũi như sau: bà con mình lấy cái lá này này rửa sạch rồi giã nát, sau đó bà con vắt ra, lấy cái nước cốt của nó, đừng đổ nước gì hết nha, chỉ có bỏ thêm tí muối thôi. Rồi sau đó bà con lấy cái bông gòn bông sạch á, bà con nhúng cái nước cốt này này, rồi bà con nhỏ vô trong mũi á, mỗi bên một lỗ, và lấy cái cục bông nhúng nước á, để trong đó luôn. Rồi bà con cứ lấy ém cho cái nước đó nó vô từ từ, rồi một lát nó khô rồi bà con làm tiếp, thì cái nước này nó vô nó sẽ chảy xuống cuống họng và mình nhổ ra cũng được mà mình nuốt luôn cũng được, không sao. Đó là cái bệnh thứ hai. Còn cái bệnh thứ ba thì chữa đau nhức xương khớp, đau lưng. Nếu bà con mình mà ai mà có đau lưng ngay xương sống hay bất cứ ở trên bả vai thì cái cách đó là bà con mình sử dụng cái lá này nè, bà con mình hơ lên lửa, lấy lửa than bỏ cái dĩ lên như là mình nướng cá vậy, nhưng mà mình nướng cái mức độ nó như nướng bánh tráng vậy đó, thì bỏ lên nó nóng rồi nó mềm, cái bà con trở qua trở lại rồi lấy xuống để vô trong cái lưng của mình á. Nếu mà mình nằm thì mình để yên đó, còn nếu mà mình đứng đi á thì mình lấy cái khăn là mình nịt lại, nịt cái lá này lại. Nhưng mà tốt nhất là làm cái lá lúc nó còn ấm ấm, rồi bà con cứ để đó, cái hơi nó nguội rồi cái hơi ấm 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 để lên đó, thì làm chừng cỡ chừng vài lần là nó sẽ đỡ cái đau lưng. Bài thuốc thứ tư là về cây lá sống đời này á, thì trị chảy máu cam. Khi mà bị chảy máu cam á thì bà con dùng cái lá sống đời này rửa sạch, sau đó giã lấy nước, rồi dùng cái bông tăm chấm dung dịch, rồi nhỏ vào trong cái mũi y như bệnh viêm xoang vậy đó, y như chữa bệnh viêm xoang vậy, thì cái bệnh thường xuyên chảy máu cam này nó sẽ ngừng. Rồi bài thuốc thứ năm thì trị viêm họng. Thì cách dùng nó như sau: thì sau khi bà con rửa sạch cái lá sống đời xong á, thì bà con nhai sống như vậy,
rồi nuốt lấy nước. Cái nước của nó nhạt nhạt, mặn mặn. Thì một ngày bà con cũng có thể là ăn 2 lá đến 3 lá. Đó là chữa trị viêm họng. Rồi cái bệnh thứ 6 là chữa bệnh trĩ, trĩ nội nha, chứ không phải trĩ ngoại. Trĩ mà trĩ nội, trĩ mà không có lòi ra. Thì nếu mà bà con mình bị trĩ nội đó, thì có thể dùng lá sống đời để điều trị. Người bệnh có thể nhai lá sống đời để lại bã rồi cho vào khăn đắp ở hậu môn. Mỗi ngày dùng khoảng 10 lá, chia đều cho 3 buổi trong ngày. Lưu ý là nên vệ sinh sạch sẽ hậu môn trước khi đắp cái lá sống đời này. Thì chữa bệnh trĩ thì bà con mình thì giả ra cũng được. Giả ra cái nước thì bà con uống, còn cái xác á bà con lấy bỏ trong cái miếng vải và mặc cái quần trọng chút rồi đắp vô dưới cái hậu môn. Mà trước khi đắp vô, bà con nên lấy nước muối rửa hậu môn cho thiệt sạch rồi mới đắp cái lá này vô. Thì bà con làm cỡ tuần lễ thì cái bệnh trĩ nó sẽ nhẹ. Đó là không gây tác dụng phụ gì hết nha, mà rẻ tiền nữa. Rồi bài thuốc thứ 7 đó là chữa nhức đầu. Khi bà con mình bị nhức đầu á, thì bà con hãy lấy cái lá sống đời này nè, rồi bà con hơ lửa như mình làm ở trên cái đau lưng vậy, hơ cho mềm ra. Rồi khi bà con nhức đầu thì bà con hơ mềm rồi ha, bà con đắp vô. Đó, đắp vô như này. Rồi để nó hút ra. Một ngày mình làm khoảng 2-3 lần thì cái bệnh nhức đầu của mình rồi nó cũng sẽ tiêu tan. Rồi cái bài thứ 8 của cái lá sống đời thì nó hỗ trợ cái tuyến sữa cho bà mẹ và trẻ em. Lá cây sống đời có công dụng tăng lượng sữa của người mẹ trong thời kỳ cho con bú. Người mẹ có thể nhai lá với nước hoặc nấu canh để ăn hàng ngày, sử dụng thường xuyên sẽ giúp mẹ tránh mất sữa sau sinh và tăng lượng sữa rất tốt nha bà con. Cho nên là nhiều khi cái cây thuốc nam nó mình nhìn nó đơn giản, nhưng mà các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu ra hết rồi. Đó là xong cái bệnh thứ 8. Qua cái bệnh thứ 9 thì điều trị chứng mất ngủ, chữa luôn chứng mất ngủ luôn. Mất ngủ là bệnh thường hay xuất hiện ở tuổi trung niên. Bệnh gây ra tình trạng mệt mỏi và suy nhược cơ thể vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn nên sử dụng 3 lá sống đời để rửa sạch ráo nước để ăn sống hoặc ép lấy nước uống. Tức là trước khi đi ngủ, những người mà hay bị mất ngủ thì bà con mình trước khi đi ngủ làm một ly khoảng cỡ 3 lá giả ra rồi lấy nước uống xong rồi ngủ. Và bà con sử dụng cỡ một tuần lễ thì từ đó về lui bà con mình cái giấc ngủ rất là sâu giấc cho tới sáng luôn, không giật mình nửa đêm, sáng mai dậy rất khỏe. Đó là bệnh mất ngủ. Và kế tiếp là bệnh thứ 10 là chữa đại tiện ra máu, tức là đi cầu ra máu. Thì đi cầu ra máu nó có nhiều cái nguyên nhân. Thì bà con mình là cứ sử dụng cái này đi, rồi nếu mà nó không bớt thì lúc đó mình mới đến bác sĩ. Thì khi mà bà con mình đi đại tiện ra máu thì bà con dùng là 10 gram lá sống đời, thì khoảng cỡ tầm 4 lá này như 10 gram cái lá ngải cứu, rồi 10 gram trắc bá diệp, sau đó đem sao vàng, tất cả hỗn hợp trên đem đi sắc nước uống, nên uống trong 1 tháng thì để đạt hiệu quả tốt. Đó là cái bệnh mà bà con là bị hư cái đường ruột rồi, cho nên là nó mới đi cầu ra máu. Thì bà con dùng cái lá này nè, với lại cái lá ngải cứu cộng với lại cái lá là trắc bá diệp rồi sao vàng, xong nấu nước uống, để dành cái bữa nấu nhấm vậy uống 1 tháng là hết cái bệnh mà đại tiện ra máu là nó không còn nữa. Rồi bài thuốc thứ 11 là nhanh làm liền vết sẹo. Tức là ví dụ mình bị té hay là bị tai nạn lao động mà may giá đồ trên người á, thì bà con mình á là nên sử dụng nó. Và cách sử dụng nó như sau. Bà con mình nên dùng cái lá sống đời này nè, giả dập đi, rồi đặt lên cái vùng mà bị thương khi đã lành rồi đó. Đã khi mà nó bắt đầu nó kéo da non á, ví dụ mình may giá, mình bị tét rách gì đó, rồi bác sĩ may giá rồi đó,
chuẩn bị lành rồi, bà con lấy cái lá này đắp lên thường xuyên thì nó sẽ mất đi luôn cả cái sẹo, kể cả vết kim may nó cũng mất luôn. Đó là cách nhanh liền sẹo. Bài thuốc thứ 12 là viêm đại tràng. Thì cái bệnh mà viêm đại tràng thì bà con biết rồi, đó là ruột già, đại tràng là ruột già. Mà viêm thì đi khi mà bắt đầu mình mắc cầu thì nó lại có cái không phải là cái chỉ là đau cái mắc cầu không, mà nó còn đau răm ran cái bụng khó chịu lắm. Thì bà con mình nên sử dụng là ăn cái này là nó nhuận tràng, là nó mềm, nó nhẹ nhàng ở trong cái ruột già của mình. Trước khi mình đi cầu thì cái bụng mình nó cũng êm, nó cũng nhẹ, nó chỉ là mắc theo kiểu đi cầu thôi chứ nó không có đau. Thì bà con dùng cái này á 3 bữa trong ngày, thì mỗi một lần bà con mình uống cỡ 3 lá, 4 lá to như bàn tay mình á, cỡ 3 lá. Thì ngày bà con sử dụng cỡ chừng 9-10 lá vậy đó. Xay một lần rồi chia 3 lần, xay 10 lá chia làm 3 lần. Xay giả vậy đó tùy bà con, nhưng mà khuyên bà con là nên giả chứ đừng có xay. Rồi vắt lấy nước để dành, chia ra làm 3 lần uống trong ngày thì cái bệnh viêm đại tràng này nó sẽ khỏi. Và bài thuốc cuối cùng là bài thuốc thứ 13 là chữa chứng ra mồ hôi trộm ở trẻ em và người lớn luôn. Thì cái chứng mà ra mồ hôi trộm thì bà con biết rồi, không nóng nực mà vẫn ra mồ hôi, tức là người ta kêu là ra mồ hôi trộm. Ví dụ như nóng nực mà ra mồ hôi, đó là ra mồ hôi bình thường. Ở trong máy lạnh mà ra mồ hôi thì tức là ra mồ hôi trộm. Thì bà con dùng là xay ép lấy nước uống một ngày là 3 lần như mọi khi. Như mọi cái bệnh trên thì vẫn hết như bình thường. Thì cái lá sống đời này đa số là uống sống, nhất là viêm họng. Tôi cũng đang viêm họng này, bà con nghe cái tiếng nó khàn khàn này. Cho nên sẵn dịp này tôi cũng làm clip để giới thiệu cho bà con luôn. Cho nên là thực ra mà nói ăn không quen thì cũng khó ăn lắm. Nhưng mà mình uống, mình nín thở, mình uống một hơi thì nó được. Nhưng mà viêm họng thì bắt buộc mình phải ngậm, nút từ từ cho cái dược liệu nó đi ngang qua cái cuống họng cho nó nhẹ. Do tôi nói quá thành ra nó khàn khàn tiếng. Rồi thì trên đây là 13 cái bệnh đã giới thiệu cho bà con mình biết được là cái cây sống đời là nó như vậy, chữa bệnh như vậy. Thì cũng mong rằng bà con mình áp dụng phương thuốc nam. Thứ nhất là nó đến từ thiên nhiên, đó, nguồn gốc tự nhiên. Thứ hai về kinh tế gia đình thì nó đâu có tốn tiền. Thứ ba nữa là khi nó sạch là nó sạch tận gốc. Xin cảm ơn bà con đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe cái video này về cây sống đời. Thì kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn và xin chúc cho bà con nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại bà con video sau.